Tầm này sếp sợ gì nữa, 21 điểm sếp chả sợ bố con thằng nào. Theo người dân xung quanh, để lôi kéo người tham gia, nhóm đối tượng đã cài cắm người của mình vào chơi với số tiền đặt rất cao nhằm đánh vào lòng tham của người chơi. Sau đó dùng chiêu trò tác động vào kim quay để cố gắng kéo dài cuộc chơi. Đó, mày ăn cái con này. Ăn uống đầy đủ giữ sức khỏe nha, đừng ham chơi quá nha. Ban đầu là 50.000, sau đó đến 100.000, rồi đến cả chục triệu. Chưa đầy 10 phút, toàn bộ số tiền trong ví cùng chiếc điện thoại bị vét sạch. Sếp ơi, em chơi mà em còn đúng cái quần không? Chết mẹ, sếp đéo có cái quần luôn hả? Còn cái lồng gì đâu.